lên hẳn. Rồi sao nữa? Được rồi. Anh đoán không? Anh chưa đoán không? Rồi lúc mà mất lái, lúc mà mất lái nhấn nút nào trở về? Nó có hai chế độ giữa và bật chế độ giữa, chế độ giữa bạn đi theo cái lúc mà mình cắm pin. Rồi. Rồi qua trái qua phải nè. Rồi cái không còn biết đầu đuôi của nó là cái gì. Còn chế độ home lock rồi gạt pin nút thứ ba nó trên cùng. Rồi mình kéo về là anh đi kéo về mod. Nó sẽ đi theo cái hướng của mình. Hướng mod gì? Mod. Hướng mod. Nè anh em thấy không? Đó nó đi theo cái hướng của mình rồi. 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 Giờ mình hạ. Rồi lúc tắt là tắt máy máy bay trước. Rồi khi mà nó xuống rồi mình tắt, mình giật dây pin ra trước. Giật dây pin ra trước rồi tắt máy sao? Là anh là có nghĩa là cái mấy cái này không ở center không sao hết. À. Chơi với anh mà để center thì nó chớp một cái nhưng mà một cái với hai cái không ảnh hưởng gì hết. À. Chớp xanh liên tục quá. Nó chớp xanh liên tục. Rồi này được. Này cái ga. Rồi, mở cái ga bình thường. Đó, anh phải lên nhức phép, không lên nhức phép là nó hơi nghiêng một xíu, anh phải kìm lại. Như vậy nó nghiêng qua bên trái, nó nghiêng qua phải, mình kìm qua bên trái để cho mình nó đi ngược lại cái hướng máy đó. Quay nó. Đó, nó đang đi vòng tròn quá. Thấy hơi ngược mặt trời. Á. À. Anh quay lên đây anh coi. Cho xung quanh, ví dụ cho xung quanh đây nè. À. Anh nhớ là ga càng mạnh thì nó càng lên cao. À. Đó, anh quay coi đi. Báo gì vậy? Mình thấy khi mà nó qua chỗ center nó sẽ báo một cái, qua chỗ center nó báo cho cái mod, báo cho mod. Giống như nó báo động để mình biết nó vừa vô cái center là nó tiếp là để mình biết mình ngừng lại á. Nó xuống thẳng đứng nó hơi rung á, chứ là cái gió. Cho nên khi mình xuống mình phải nghiêng. Mình nghiêng về hướng nào cũng được thì nó sẽ xuống, nó trôi, nó mịn hơn. Wow.